có ngọt cay, rau nhút, húng quế, mồng tơi, rau dền và rau ôm nữa. Rau nhà con trồng tươi xanh và ngon ngọt lắm, cô bác ơi. Thank you.
còn có người ru âu ơ tháng năm tuổi thơ. Bao đêm con thức trắng mong ngày sau con sẽ trở về gặp lại mẹ tôi nơi mái nhà chân la cổ xưa. Buồn và con thơ xa cách mẹ đã
thơm Việt Nam. Gió lớn biết chiều nay nước trôi về
con ý lời xuống cất lên từ ngàn đời. Mẹ ông có từ xa xưa đi khai thiên lập địa, lan lòng quân cùng bao con đi xa nơi biển cả, để đất nước mãi sông xô, một đất phố mãi son xô. Qua bao sông ở Việt Nam ta, ôi bao yêu thương Việt Nam ta, ngàn lời ru cho bao sông mà ngọt ngào sao câu dân ca. Dù con mẹ dù con tiến dù cả cuộc đời, dẫu trải qua thăng trầm bão tố hay bão cường của thế lực xâm lăng, đây hình
tình hải gấp dấu non sông vẫn sừng sững quay nghiêm cùng bao chiến công hiển hách lòng trung kiên của bao người dân thank you.
Vậy là một chặng đường dài của thần tượng tương lai đã đi đến hồi kết với nhiều thành công và được sự yêu mến của hàng triệu khán giả. Thần tượng tương lai mùa đầu tiên đã ghi dấu với những tiết mục hay và ấn tượng. Trải qua nhiều khoảnh khắc hài hước, nhìn có đáng yêu như bà Thu Hiền luôn đó, xinh như sợ nha. Nếu mà con đã đi hát nhiều rồi thì sao mà con run được, nhưng mà con hát lại run, cho nên lại cuối cùng ý kiến của chú là con bị thiếu sữa. Đây, cứ cầm sẵn tờ giấy nè, giấy lau nước mắt. Phần diễn của hai con chắc là chú không chọn đâu, vì hai con hát hay hơn chú, thì chú ganh tị chú không chọn đâu. Và để lại nhiều cảm xúc. Lời ru mang mát em như sao diệu, giấc giơ nắng mưa sớm chiều. Sự là cô rất là xúc động. Thần tượng tương lai mùa đầu tiên đã khẳng định được sức lan tỏa của mình trong công chúng ở mọi lứa tuổi. Ngay bây giờ, mùa 2 Thần tượng tương lai chính thức khởi động. Hãy nhanh tay đăng ký qua website thầntượngtươnglai.com hoặc truy cập vào địa chỉ fanpage Thần tượng tương lai hoặc gọi trực tiếp qua số hotline 0911 493788.